Còn được cái cung nè, lấy đi. Cung một đồng cũng được. Bài ra như vậy. Here comes the boom. Precision and grace. Cam lên hả? Ok. Ra tiền mà. Để mua lên con này liền. Nữa hả? Only the worthy will survive. Luxus will ôi bùa đỏ quý tộc 4 món, mình có 3 món thôi. Ui, vay 2 con quý tộc mà nè. Thôi cứ từ từ, cứ để cái đại bác đây đi. À, ông này mẹ Nelly 2 với lại Warwick 2 sớm thế. Chả hiểu kiểu gì mấy bạn nhân phẩm đỏ kinh khủng luôn. Ấy, đầu game Nelly 2 Warwick 2. Mình không bắn máu sao được? Mình thì đéo ra cái lìn gì hết. Chu chà.
Blitz. Precisely. Ferret. Thứ liên quan cho lắm. Cái thắng nè. À thua rồi. À. Không có cái gì lấy. Có cái cung ghẻ mà không muốn lấy. Lấy con Rengar ra. Đó, lên gan nữa kìa. Và rất may à. Kinh kinh. Mấy học sinh thuộc bài nhanh quá. Mấy học sinh của tôi thuộc bài nhanh quá. Mình ra 2 luôn nè. Đấu. Con Blitz bóp lắm. Con Blitz bóp VL ấy. Đừng cho nó vô. Từ từ, từ từ. 1 đồng. 3 đồng. 3 đồng. 6 đồng. Lại kháng phép. Đó, ba át rồi này.
Trời ơi, phải Chitana. Ông này đồ nhiều thế. Mình có 2 món rưỡi, ông 3 món rưỡi. Thôi mình hãm 1 món bự. Ông hơi mình hãm 1 món bự luôn đó các bạn ạ. Nhìn sợ vãi đái. Các bạn nhìn thấy nó sợ không? Atlanet nè, 3 sát thủ chỉ được cộng có 125% sát thương chí mạng này thấy không? Blitz nào play sát thủ gì điên hả cha. Blitz nó làm chống khoảng trống cho sát thủ nó nhảy vô đó. Chó gát nè, gấu cung nè, à, chó gát thìa nhìn thèm thế. Bữa nay mình đặt niềm tin vô con Renga thử coi. Tí ráng kiếm BF cho nó hít kiếm. Đâu đặt niềm tin đúng đối tượng. Bốn đốc sĩ rồi này. Đánh chết hay là bốn đốc sĩ rồi này.
Đúng đối tượng à. Có một lead apply à. Có một lead phá game à. Đi liền rồi, nhẹ ngu rồi. Không, mình tính cho nó hết kiếm ấy, nó mới trụ nổi. Không thì cho nó vô cực mẹ luôn, tại ba assassin thiếu đam ấy, cho nó vô cực luôn. Blitz bóp giái hả? Bán bớt con Blitz đi nha. Nếu mà nó bóp giấy quá. Nếu mà Rengar 3 là không giấy đâu. Rengar 3 thì khỏe lắm á. Rengar 3 là cầm vô cực luôn, khỏi hết kiếm. Rít cho nó sướng. Đồ đâu? Ôi có BF rồi nè. Giảm cấp à? Cho nó giảm cấp à? Ui lên ga. Đùa hả? Ui. Mẹ vô lý. Vô lý phải liền. Vô lý, vô lý. Huyết kiếm đi nha. Trên cái ba thiếu đam không? 234 đam. Cho nó BF chứ đã. Ôi, nó chỉ mạng vẫn có 500 mấy à. Ít đam quá. Chí mạng có 500 mấy hả? Ít quá. Assassin phải chí mạng cả ngàn. Kiếm cái BF nữa. Cho nó BF luôn, nó trâu sẵn rồi các bạn ạ. Gần 2000 máu lận. Không sao đâu. À bây giờ mình ghép gậy lốc. Đây chỗ ghét đây. Đó Blitz bóp quá đúng không? Bán Blitz đi. Chỗ ghét. À, bởi lý cho nào một đống này. Ôi tôi xài PK tôi lấy CC. Đéo cần. Gấu. Nuôi hoang dã gì, một con Warwick là hoang dã rồi cha. Nó là hoang dã, anh em tốc đánh nó cao phải liền đây. Đây xe 2 rồi. Kiếm kiếm PK2, PK2 gây CC cho nó. Cho thêm CC đi. Không, nó trâu lắm. Rồi nó cao kìa.
Bà nội mày. Con lìn Lissandra nha, cứ ulti vô đầu bố mày hai phát rồi đấy. Gấu gì mà gấu. Giờ này mà con gấu cũng cái gì. Đi ép đâu? Đây. Vô cực. Ui, điều đạn bắn xa. Thấy cái điều đạn bắn xa không? Không chịu lực, mua ra vào lắm gì cha. Cam đi tí. Rồi, cho nó vô cực, cho nó thiệt, cho nó đủ đam. Thì mình có 2 cộng 25% tỷ lệ chí mạng nên mình cho nó vô cực, nó chí mạng cho nó nhiều. Mình thiếu đam chứ mình đâu có thiếu máu đâu. Mình không chí mạng giết nó được sớm thì mình cũng thua. Có cái BF nữa là đây nè. Bây giờ mình cho cái đồ kia là cho cái gì ta? Cái cung này nè. Rồi bây giờ tích tiền đi. Hay là roll tiếp. Roll tiếp cho gắt 2 đi, tích tiền đéo đi. Pike nè. Má của Blitz cũng hiến vãi. Warwick còn chưa lên 2 nè. Chết vãi. Rengar chất lượng, Rengar chất lượng. Để xem Rengar có chất lượng không. Rengar này chắc ăn chất lượng hơn Jet rồi. Trời ơi, có. Có cái này vô là thấy chí mạng kinh liền không. Các bạn thấy đam nó gấp đôi luôn không. Lên gấp đôi đam luôn. Đùa. Gấu cung à. Nghe cũng hợp lý. Tôi tính cho Pike á. Đánh nhanh choáng nhanh. Đây, được 42 rồi. Cho gát Pike ạ. Z nuôi chí mạng ngu lắm bạn ơi. Con Rengar này nhảy cái được 25% tỷ lệ chí mạng nè. Nhảy phát 400% đam cộng 70% tốc đánh này. Nuôi cái Z nó ngu lắm. Z nó ngu vấy lìn đó. Đó bạn xem nó gây đam nè, 7000 đam. Rengar nó mới được búp đam nữa. Nên mình mới chơi nó thôi. Kha'Zix. Bây giờ PK2 cho cái PK2 với chó gắt 2 tôi mới dám. Từ từ để xem ra đồ gì đã. Tôi mới ghép đồ vô. PK2 chó gắt 2 tôi mới chơi. Nếu mà ra ma vũ là ngon. Gấu này mẹ gấu không sống được lâu đâu. Gấu này chả là cái gì cả. Cho đồ nó cũng chả được gì. Cho thà cho Pike này. Cho Pike nó còn làm ăn được, nó lướt qua lướt lại. Cái gì đây? Ui. Này thì ma vũ. Thích ma vũ có ma vũ này. PK2. Thôi cho gát 2 hay không, từ từ. Tích tiền lại lên chết đi. Bây giờ PK ma vũ nha. Bọn này sợ giáp gai không? Thôi gì vứt cho nó cái nước mắt nó lên tim băng cho nó luôn. Dăm ba thằng lùn. Lùn má tử. Gặp Rengar nó khều chết cụ mày. Lùn má tử. Ừ.
Em bắt luôn luôn luôn. Gấu này, trâu thì trâu chứ sống được bao lâu? Ăn CC bao giờ mới lại được mana? Đánh thì chậm như con rùa á. Thằng này nhìn nó ghê ghê thì sao ta? Nếu mà đúng ý mình á là rớt nước mắt với lại đầy máu đó, đưa cho con chó gác hay con gì này nó chết cái nó hồi máu lại cho lên ga. Mày không kiếm gậy lắp Solari cũng được. Ý kiến hay. Ý kiến của bạn khá là hay. Kiếm gậy lắp Solari hợp lý á. Nhìn đam nó là 10.000 đam. Con nào? Cái con Assassin nào bằng nó? Trừ con Akali sẵn sàng rít sẵn. Rồi mấy thằng này đóng góp một tí đam nó 10.000 này. Ôi thằng này yêu bóng vía. Rồng Kenen. G nè 13.000 đam. Lên ra của tôi. I love you bạc. Ui lên ra. 14.000 đam. Một mình lên ra kênh hết. Chết mẹ nó lấy gậy rồi. Hồi lấy cái nước mắt lấy cái tim băng cũng được. Nó lấy gậy thì thôi. Lấy tim băng đi cho Pike lướt sớm. Nó lấy gậy rồi. Kayle có vẻ ngon không? Đứng sau búp búp được phát lỡ video bất tử cho con nào. Câu thời gian cho con con Denga nó bữa. Hello Ajinomoto luôn. À mày chọc Denga ulti sớm là mày chết rồi. Con Venga quay qua ulti Denga đầy mana lên nó xỏ thấy mày. Chó gác không thèm lên 2 nữa các bạn ạ. Yasuo này, Yasuo tăng ngon hơn chó gác đâu. Bây giờ Kha'Zix với Pike lên không nổi đâu nhỉ. Hai con Pike đúng không? Yasuo tăng ngon hơn chó gác đấy. Thu hút sự chú ý đi. Yasuo 700 lên 1.400 nhưng mà có CC. Chó gác là 1.700. Tôi top mấy rồi? Top 2 rồi, mừng quá. Sờ quên này. Ừ, ulti. Ulti tao nhảy nè. Ulti sao tao nhảy nè. Tăng. Ui, chỗ gác. Con. Cái con gì ta? Con Aatrox full máu một hit. Bao nhiêu đam vậy? 10.000, 11.000. Cho gác đéo ra. Buồn nha.
Khúc đã nấu cho ghét hàng. Quá buồn. Ui đại bác, cho luôn bé này chứ còn đợi gì nữa. Chị lấy bằng bằng cái lìn bằng đéo ở giờ này không lên nổi chỗ ghét hai luôn quá tù. Tôi thấy Yasuo cùi bắp lên chó ghét anh em ạ. Để cầm chỗ gác 2 này. Chết trên ghe rồi. Còn phía kia. Nhưng mình còn phía kia. Thằng này ghê đấy. Trời hai con cá thớt. Chó gắt không lên 2. Khó nha. Chó gắt không chịu lên 2. Lần này chết cụ mày đi. Con Varus liền. Không ai đụng như lên gà của tao hết. Không ai đụng. Mày đi đi. Mày là thành phần nguy hiểm. Đi đi. Trời ơi, má nó bắn một cái muốn ỉa con. Ủa đồ lát. Nó bắn một cái muốn ỉa con kia của tôi luôn. Con lên gà của tôi luôn. Đây chơi gắt 2 rồi. Má ơi, cái con chó gà của lầu. Thằng này có cấm đánh này, coi chừng. À, bây giờ nhiều khi cho con Blitz vào hay lắm á. Nhiều khi khiến con Blitz vào lại hay á. Kéo con Chitana ra này. Cho nó rối loạn đội hình không thì kéo con kêu ra này. Cấm đánh rồi, á à. Nó cấm đánh rồi. Nhưng tao yếu nhưng anh em tao đồng. Tao không pike nha mày. Ra trận đồ. Lấy gì đây? Mình đâu có thừa món gì, lấy cung à. Lấy nước mắt cho cháu ghét. Suy nghĩ đeo gì nhiều. Cho bạn bất ngờ đi, từ từ. Mình sẽ làm cho bạn bất ngờ. Ai Kun đứng hình mất 5 giây. Ra đây. Ra đây cái con lìn Blitz. Cái con lìn Chitana ra đây. Đi ra đây. Đứa cấm đánh lên gạo tao nha. Hay quá, hết đẹp quá. Ôi cấm đánh rồi. No. Nó cấm đánh rồi. Đúng rồi, Pike xỉa nó đi.
Ơi chết rồi. Ôi chưa chết, chưa chết. Kêu hai không? Móc con shit ra mà thấy móc con shit. Ui thằng này lên Yasuo 2 rồi. Kinh quá. Giờ sao thắng ta? Ừ lốc Yasuo rồi. Đánh con shit đi. Ừ đúng rồi đánh con shit đi. Ừ đánh con shit rồi. Đánh con shit rồi. Đẹp ơi. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Renga. I love you Renga. Bất ngờ chưa? Thế này thì bất ngờ chưa?